Được rồi, ôi đẹp dài quá. Đỗ Thái Bình rất đẹp dài. Rồi, xong rồi. Thế như vậy có học ở những khoa học những văn quế có học những văn hóa có đại học những văn hóa có đại học em đi mỗi lần thôi chứ mấy lần ở cái tàu đánh sâu đánh trúng là gì em lúc khi mà thằng Sơn
sang Trung Quốc. Vâng, à, đi cả hai vợ chồng. Là Việt Nam có đất sở hữu. Đáng những người mà người Hoa. Và ngoài này là các bạn người Hoa đáng rồi. Nhưng cái đáng người đó, em đẹp. Em đẹp. Vậy anh nhé. Ừ. Hắn là khách. Ba mươi đồng. Ngày em đi em